Không chỉ cử tri ý kiến mà hai năm nay, Ủy ban nhân dân xã Đình Dù cũng như một số cơ quan của huyện Văn Lâm rất bức xúc về cột ống khói của một nhà xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi nằm trong khuôn viên công ty cổ phần tập đoàn Thành Long hàng ngày xả khói đen, khí thải khói ra môi trường, ảnh hưởng đến công việc và đời sống của nhân dân. Khói đen xả ra nghi ngút, vị trí ống khói xả chỉ cách khu dân cư khoảng vài chục mét, mù mịt cả một vùng trời. Người dân phản ánh, ngày nào nhà xưởng cũng thải khói đen vào đầu giờ sáng và lúc chiều muộn, mùi nồng nặc, khó thở. Ngày nào cũng có mùi này, ít nhất mọi người sẽ ngửi đây khoảng tầm 2 lần một ngày. Mùi nó khó chịu nồng nặc lên thì cảm thấy nó không khí nó, người thì cũng hơi khó chịu lên đấy. Là mọi người cũng phải đóng cửa kín để làm việc để đỡ mùi. Cái mùi này là báo cáo canh là nó rất khó chịu, đặc biệt là những hôm mà có gió đông nam và những thời tiết nóng nực này mà chúng tôi muốn mở cửa để cho nó thoáng mát nhưng mà không dám mở cửa bởi vì cái mùi nó rất khó chịu, không thể chịu được. Qua tìm hiểu, nhà xưởng sản xuất trên đã hoạt động tại đây nhiều năm và thuê địa điểm nằm trong khuôn viên của công ty cổ phần tập đoàn Thành Long. Trước phản ánh của cử tri và cán bộ làm việc tại một số đơn vị hành chính của huyện, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm đã hai lần có công văn yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Thành Long hoặc đơn vị thuê nhà xưởng tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân và khắc phục ngay việc xả khí thải màu đen có dấu hiệu ô nhiễm môi trường tại khu vực nêu trên. Trong quá trình vừa rồi thì chỗ công ty có công ty của sản xuất nhà máy cám thì cũng có ảnh hưởng đến cái khí thải khói thì nhân dân cũng có ý kiến. Cái này thì cũng đề nghị công ty là sau khi sản xuất thì cũng phải thực hiện nghiêm về cái việc vệ sinh môi trường, các cơ quan quản lý thì cũng có cái công văn văn bản làm sao để các công ty làm việc đúng quy định của pháp luật. Sớm kiểm tra xem cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, xem có đảm bảo cái yếu tố về bảo vệ môi trường hay không và cố gắng là làm sao giảm phát tán cái mùi, đặc biệt là mùi để cho anh em cán bộ công nhân viên yên tâm làm việc và đảm bảo sức khỏe. Theo quyết định 3733/2002 của Bộ Y tế quy định rõ, với các cơ sở sản xuất nằm đơn lẻ ngoài khu chế xuất hoặc khu công nghiệp, với nhà máy sản xuất thức ăn gia súc thì khoảng cách tối thiểu đến khu dân cư phải là 100 mét. Tuy nhiên thực tế, nhà máy này chỉ cách khu dân cư các đơn vị hành chính của huyện Văn Lâm khoảng 30 đến 40 mét. Trước kiến nghị của cử tri, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm vào cuộc kiểm tra, làm rõ và có giải pháp ngăn chặn để đảm bảo sức khỏe, nhân dân và môi trường làm việc ở một số đơn vị được trong lành.